Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa ban tổ chức, kính thưa chư quý đồng đạo. Con lên đây để trả lời câu hỏi thứ hai, tu là gì? Theo quan điểm của người xưa cho rằng tu là sửa. Đức thầy dạy chữ tu chớ khá chở chày, phải trao phải sửa, nghe thầy dạy khuyên. Chúng ta sửa thân không sát sanh, không đọa tặc, không tà dâm. Khẩu chúng ta là không lưỡng thiệt, không ỷ ngôn, không ác khẩu, không vọng ngữ. Ý nghiệp thì chúng ta không tham lam, không sân nộ, không mê si. Đức thầy dạy sát trần tục như cây cảnh khến, làm hiền hoài ắt phải tiêu mòn, đẻo giấy vào viết nó cũng tròn, đến chừng đó trông vào rất tốt. Ý thứ hai là tại sao ta phải tu. Đức thầy dạy là nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Gồm có những nguyên nhân. Một là nhờ duyên lành gặp được Phật Pháp, duyên lành gõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Hai là nhờ tin sâu lực nhân quả. Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Lực nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Thứ ba là nhờ nghĩ đến sự khổ của sát thân. Bệnh giới tử từ kim chí cổ, sanh giới già hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca xưa ở lầu đài, nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đạo. Tứ khổ là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ và tử khổ. Thứ bốn là vì hiếu thuận nên phải tu. Đức thầy dạy nguyện đem công quả tu hành cứu trong tông tổ giảng sanh liên đài. Tóm lại, tại sao chúng ta phải tu là gì? Nhờ có duyên lành, nhờ tin sâu lực nhân quả, nhờ nghĩ đến sự khổ của sát thân, và vì sự hiếu thuận. Vì vậy nên chúng tôi tu theo Phật giáo Hòa Hảo. Cái câu thứ ba là đồng đạo tin lực nhân quả không? Thì tôi hoàn toàn tin lực nhân quả, vì tôi cảm thấy rằng chúng ta gieo nhân gì gặp quả nấy. Thì cái sự hiểu biết của tôi thì thấy ở trong gần xóm tôi thì rất nhiều người về lực nhân quả thì nó ảnh hưởng rất lớn. Thứ nhất là người đó trước khi là mạng ăn rất khấm khá, mà cuối cùng thì chúng vì ham mê cái chỗ mà cờ bạc rượu trà nên gia đình ly tán, thì tôi nên nghèo khổ. Thì tôi nghĩ là cái nhân quả nó rất là khiêm tốn, tức là chúng ta gieo nhân gì cái đấy, chúng ta mặn ăn thì nó được giàu có, mà chúng ta chơi bời hay là xa qua thì sẽ được nghèo khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.